Mục 7.1.1 học biểu hiện đặc trưng. Nói cách khác, tại thời điểm đó, phần lớn các nhà nghiên cứu tin rằng phần quan trọng nhất của dây chuyền là sự biểu diễn. Và cho tới năm 2012, việc biểu diễn vẫn được tính toán cách máy móc. Trong thực tế, thiết kế và xây dựng một tập các hàm đặc trưng mới cải kết quả và viết ra phương pháp thực hiện từng là phần quan trọng của các bài toán nghiên cứu như là SIFT, SUSRF, SOG, Best of Visual Words, và các bộ trích chọn đặc trưng tương tự đã chiếm ưu thế vượt trội. Một nhóm các nhà nghiên cứu bao gồm là Jan Lekon, rồi George Hayton, rồi Yosu Benjo và Andrew Agner, Shin Sunichi Amari và Julian Smith Huber lại có những người khác. Họ tin rằng đặc trưng cũng có thể được học. Hơn nữa, họ cũng cho rằng để có độ phức tạp hợp lý, các đặc trưng nên được phân thành thứ lớp với nhìn đường học khác nhau. Mỗi tầng có tham số có thể được huấn luyện. Trong trường hợp ảnh, các tầng thấp nhất có thể dùng để phát hiện biên, màu sắc và đường nét. Thật vậy, trong này Krzyzewski năm 2012 giới thiệu một biến thể mới của mạng neuron tích chập để đạt được hiệu suất năng xuất sắc trong cuộc thi Imagenet. Một điều thú vị là ở các tầng thấp nhất của mạng, mô hình học được cách chuẩn đặc trưng giống nhau như các bộ lọc truyền thống. Trong trụ này, cái một bài là bài báo học kia mô tả cấp ngoài ra là các nghiêng chéo rõ. Các tầng cao hơn của mạng sẽ dựa vào các biểu diễn này để thể hiện cấu trúc lớn hơn như mắt, mũi, ngọn cỏ, vân vân. Thậm chí các tầng cao hơn nữa có đại diện cho một nguyên vật thể như con người, máy bay, chó hay đĩa ném. Sau cùng, tầng trạng thái ẩn cuối cùng sẽ học được các biểu diễn cô đọng các hình ảnh để tổng hợp lại sao cho nội dung dữ liệu thuộc các lớp khác nhau và có thể dễ dàng phân biệt. Mặc dù những bước đột phá của mạng tích chập nhiều tầng xuất hiện vào năm 2012, một nhóm nòng cốt của nhà nghiên cứu đã theo ý tưởng này, tìm cách học cách biểu diễn phân tầng dữ liệu trong vòng nhiều năm. Có hai yếu tố chính dẫn đến đột phá năm 2012. Thứ nhất đó là dữ liệu thiếu. Mô hình học sâu với nhiều tầng đòi hỏi phải có lượng dữ liệu lớn đạt kết quả vượt trội so với phương pháp truyền thống dựa trên túi ưu lồi, ví dụ phương pháp tuyến tính và pháp nhân. Tuy nhiên, do khả năng lưu trữ của máy tính còn hạn chế, các bộ cảm biến đắt đỏ và ngân sách cho việc nghiên cứu tương đối bị thắt chặt vào năm 90. Phần lớn nghiên cứu đều dựa vào những bộ dữ liệu nhỏ. Có rất nhiều bài nghiên cứu khoa học giải quyết vấn đề dựa trên bộ dữ liệu tổng hợp UVCI. Nhiều bộ dữ liệu trong đó chỉ chứa khoảng vài trăm hoặc vài ngàn hình ảnh được chụp trong điều kiện không tự nhiên và có độ chứa giải thấp. Năm 2009, tập dữ liệu ImageNet được ban hành, thách thức các nhà nghiên cứu huấn luyện những mô hình với 1 triệu hình ảnh, trong đó có 1.000 ảnh cho mỗi 1.000 lớp đối tượng khác nhau. Các nhà nghiên cứu giới thiệu tập dữ liệu này dẫn đầu bởi Fei-Fei Li đã tận dụng công cụ tìm kiếm ảnh của Google để lọc sơ bộ các ảnh, các tập dữ liệu ảnh lớn cho mỗi lớp, sử dụng cộng đồng được cao sourcing và Amazon Mechanic Touch để xác thực nhãn hình ảnh. Đây là quy mô lớn chưa từng có trước đến nay. Cuộc thi đi liền với tập dữ liệu này được gọi là ImageNet Challenge và đã thúc đẩy sự phát triển của nghiên cứu thị giác máy tính và học máy thách thức các nhà nghiên cứu thị giác mô hình tốt nhất để ở quy mô lớn hơn bao giờ hết trong toàn giao phận. Theo là mục là thiếu phần thứ. Các mô hình học sâu đòi hỏi rất nhiều chu kỳ tính toán. Quá trình huấn luyện có thể cần vài trăm epoch, vài trăm vòng lặp. Với mỗi vòng lặp yêu cầu đưa dữ liệu qua nhiều tầng nơi các phép toán đại số tuyến tính cùng kênh được thực thi. Đây là một trong những lý do tại sao vào những năm đầu 90 và đầu năm 2000, các thuật toán đơn giản dựa trên những mục tiêu tối ưu lồi hiệu quả được chủ hơn. Bộ xử lý đồ họa GPU đóng vai trò thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Khi
khi làm việc làm cho việc học so với khả thi. Những vi xử lý này đã được phát triển một thời gian dài, tăng tốc xử lý đồ họa dành có các cái máy tính. Cụ thể, chúng được tối ưu cho phép nhân ma trận vector 44 thông lượng cao cần thiết cho nhiều tác vụ đồ họa. May mắn thay, phép toán này rất giống với phép toán sử dụng trong các tầng tích chập. Trong khoảng thời gian này, hai công ty NVIDIA và ATI đã bắt đầu tối ưu hóa GPU cho mục đích tính toán tổng quát, thậm chí còn tiếp thị chúng dưới dạng GPU đa dụng, the General Purpose GPU. Để hình rõ hơn, hãy xem lại các nhân bộ vi xử lý CPU hiện đại. Mỗi nhân thì khá mạnh, khi chạy ở tần số xung nhịp cao với bộ điểm lớn, tức là vài mê trong bộ máy cỡ L3. Mỗi nhân phù hợp với việc thực hiện hàng loạt các chỉ khác nhau, các bộ dự báo rẽ nhánh, một dây chuyển sâu và những tính năng phụ trợ khác cho phép có khả năng chạy một lượng lớn xung khác nhau. Tuy nhiên, sức mạnh rõ rệt này có điểm yếu, sản xuất các nhân đa dụng có tác đỏ. Chúng đòi hỏi nhiều diện tích cho vi xử lý cùng những cấu trúc hỗ trợ phức tạp như gia đình bộ nhớ này, đối với bộ nhớ đệm các nhân, tức đối với bộ cao vân, và chúng tương đối tệ ở bất kỳ tác vụ đơn lẻ nào. Những máy tính sách tay ngày nay chỉ có 4 nhân, thậm chí những máy chủ cao cấp hiếm khi vượt quá 64 nhân, đơn giản là vì chúng không hiệu quả về chi phí. Để so sánh, GPU bao gồm là 100 đến 1.000 các phần tử xử lý nhỏ. Về chi tiết, có khác nhau đôi chút giữa NVIDIA, AIT, ARM và các chuỗi khác thường được gộp thành các nhóm lớn hơn. NVIDIA gọi các nhóm này là luồng, là WAF. Mặc dù mỗi nhân thì tương đối yếu, đôi khi chạy ở tần số xung nhịp dưới 1 GHz, nhưng số lượng của nhân này giúp cho GPU có tốc độ nhanh hơn nhiều so với CPU. Chẳng hạn, thế hệ Volta của NVIDIA thực hiện được 120.000 tỷ phép toán dấu khởi động, là TFLOP, với mỗi vi xử lý cho những lệnh chuyên biệt đến 24 TFLOP cho các lệnh đa dụng. Trong khi hiệu năng của CPU trong thực tính toán số thực dấu khởi động cho đến nay không vượt quá 1 TFLOP. Lý do đơn giản, thứ nhất là mức độ tiêu năng lượng có xu hướng làm tăng theo hàm bậc 2 so với tần số xung nhịp. Do đó, để cùng lượng năng lượng để một nhân CPU chạy nhanh 4 lần tốc độ hiện tại, mức tăng thường là lọc chúng ta sẽ thay thế 16 nhân GPU với tốc độ của mỗi nhân giảm 1/4 và cũng cho kết quả 16 nhân 1/4 4 lần. Hơn nữa, các nhân GPU thì đơn giản hơn nhiều. Thực tế, trong một khoảng thời gian dài, những nhân này thậm chí không thực hiện được các mệnh đa dụng. Điều đó giúp chúng tiết kiệm năng lượng hơn. Cuối cùng, khi phép tính, nhiều phép tính trong nhà học sâu đòi hỏi bộ nhớ băng thông cao, một lần nữa GPU tỏa sáng khi có độ rộng đường bus của nó lớn ít nhất là 10 lần so với nhiều loại CPU. Quay trở lại năm 2012. Một đột phá lớn khi Alex Krizinski và Ilya Sutskever đã xây dựng thành công một mạng neuron tích hợp sâu có thể chạy trên phần cứng GPU. Họ nhận ra rằng mức thấp của chai khi toán CNN cho phép nhân tích hợp ma trận có thể được xử lý song song trên phần cứng. Sử dụng hai cái điều hòa NVIDIA GTX 580 và với 3GB bộ nhớ, họ xây dựng các phép toán tích hợp nhanh. Mã nguồn đó là gọi là CUDA Convolutional Nest, được xem là ngòi nổ phát triển vượt bậc này. Cơ bản dùng CUDA thôi, không có tiền thì nhanh bị tốn quá, dùng Google Colab thì chẳng thua gì, cargo hạn chế, đây cũng chưa nhà giàu.